Video này không mang tính quảng cáo. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang cảm thấy mình thật xấu xí. Hãy đập đi xây lại, hoặc đơn giản hơn, ta đi con tách lên. Cách đơn giản để bạn đẹp hơn, đơn giản không chịu nhiều khổ cực. Sản phẩm có tính gây nghiện, đề nghị nên mua từ 2 cặp trở lên. Em à, anh muốn nói với em là bạn gái anh nha. Anh biết là thời gian chúng ta quen nhau không được bao lâu, nhưng mà đó là những ngày tháng anh cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Và anh không muốn mất thêm một giây phút nào nữa. Em là bạn gái anh nha. Nhưng mà sao? Có phải là vì anh xấu, vì anh nghèo, hay là vì anh không xứng với em? Em trả lời anh đi. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Vẫn chẳng ai chốt đây, để anh vội đến và rơi vội đi. Ta đi con mắt xem, cách đơn giản để bạn đẹp hơn. Đơn giản không chịu nhiều khổ cực. Sản phẩm có tính gây nghiện, đề nghị nên mua từ 2 cặp trở lên. Giờ đây anh biết điều anh nên biết. Giờ đây anh biết điều rất muốn biết. Gabi. Anh biết rằng em yêu anh. Giờ đây anh biết. Mà anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì anh nói đi. Mình chia tay nha. Sao lại chia tay? Bởi không tốt. Hay anh không còn thương anh nữa hả? Hay có người khác? Anh nói đi. Không phải, phải những lý do mà em nói. Em hiểu đâu. Chứ cái gì? Mà không tôn trọng anh. Tự nhiên không tôn trọng. Tới nỗi bạn hiểu với anh là không mở to con mắt ra nữa. Mắt anh từ một mình yêu lắm nhưng mà thôi, chỉ dám nói với em những điều. I'm gonna get down. I'm gonna get down. I love you. I'm gonna get down. Gabi con tách lên, cách đơn giản để bạn đẹp hơn. Đơn giản không chịu nhiều khổ cực. Sản phẩm có tính gây nghiện, đề nghị nên mua từ 2 cặp trở lên. Gabi. 나에게 돌아온 기가 고 힘든 걸 알아. 잊혀도는 상처받기가. 가비 con tách lên, cách đơn giản để bạn đẹp hơn. Đơn giản không chịu nhiều khổ cực. Sản phẩm có tính gây nghiện, đề nghị nên mua từ 2 cặp trở lên. Cheat, 못난 주인이라서 미안해.